bán cái mua gì mà thơm quá vậy? Bò hay cũng điêu vậy? Dạ hai thứ luôn. Dạ, hai thứ thì nấu. Hai thứ luôn hả? Dạ. Nhưng mà sao nghe mùi cũng bò nhiều hơn cũng điêu á. Để lại coi coi cái món nào. Cũng bò cũng điêu lại á. Dạ. Không riêng đi. Dạ rồi. Lâu quá ăn bún bò nhiều, dạ. Bún bò nhiều quá giờ. Lâu lắm không ăn riêng nha. Dạ. Ở đây là đường Nho Trăng Long hay là đường Bình Lợi đó? Dạ Bình Lợi em. Ngày xưa nó là được đây quá. Nó Trăng Long cũ. À thì bây giờ nó là Bình Lợi. Ủa. Xưa là Nho Trăng Long cũ. Dạ có. Ở trong ốc luôn. Hai anh em hả? Ờ, vợ chồng. Hai vợ chồng hả? Dạ. Ủa hai vợ chồng ốm ghê luôn á. Anh ăn rau sống đúng không? Anh ăn rau sống đúng không? Ồ, cái bầu hấp dẫn quá trời. Muốn ngồi cái nào luôn á. Ủa quán này mở lâu chưa em? Dạ em cũng bán được khoảng chừng hơn năm rồi. Hơn một năm mà hả? Dạ. Ồ. Để xem. Đây cái bạn trẻ đó rất là dễ thương. Riêng cho bún riêu là nên phải nên ăn ớt, ớt bằm. Đấy, nhìn cái tô nó mới hấp dẫn đúng không bà con? Rồi giờ mình nếm lại chút xíu nha. Ồ, có cái vị mắm tôm vô cái rất thơm. Rồi, cắm vô. Dạ, cảm ơn chị. Cũng bò của hai vợ chồng anh bạn trẻ này là nấu cái vị Nam Bộ. Nhưng mà cái vị giống như cái vị gia đình nhà nấu á. Ăn rất là dễ chịu. Hai vợ chồng còn quay à. Cái này là mình nghi đó, chắc là ngày xưa là mà mê ăn uống quá là xong rồi riết cái xong rồi ra mở quán luôn. Mình ăn bún bò hay bún riêu gì cũng vậy, là mình hay những cái món mà có rau bún bò á, là mình chỉ có thích ăn, mình không thích trụng. Bây giờ thì người ta sợ ấy nên hay trụng để cho đảm bảo vệ sinh cho mình, liều mạng lắm. Nhưng mà thích ăn vậy nè, tại vì sao cái cọng để cái trong rau muống nó mới giòn. Rồi, rồi. Ở
ta thấy ở đây bún riêu và mình nấu với cái cà chua, nấu cà chua là mình thấy là đó đúng là cái kiểu của Nam Bộ rồi đó. Đâu có mắm tôm thì ở đó sẽ có ruồi bay tới. Có nhiều cách để làm riêu cua không ạ? Có những nơi thì họ làm vậy là tức là có trứng rồi nó mới thành nguyên một cái tảng lớn như vậy. Còn có những nơi thì là cái cua là rất như nó tơi là nhuyễn trong cái tô bún á. Thơm quá. Chào tạm biệt quý vị các bạn.